Anh Trai Say Hi sắp phát sóng. Boy Hùng Vương ở trong chữ FC Wannabe đây trong thanh này Kelly làm cho phải hay ngay từ cái Ellie một câu phải bay trở nên tận thú vị để bấm nhạc là cần câu anh kiếm cơm tôi luyện tài năng mà tìm về và kiếm tâm đã bước chân đã rong kê nhưng mà trong một thứ tôi chưa từng ngang từng ngang sau cái vòng loại này thì Sirius sẽ để lại một rừng răng nhỉ viết và viết thêm thì còn biết điện là bằng hai bàn đen trắng mà không biết về kiếm tiền nhưng luôn phải sống theo chất ta có mà không bề lãng bất thứ tự bản nhất only on my mind ta đem ước mơ khát khao chờ tình mai sau nếu có đi bước sai có sao ta sẽ lên đấu trên lên level nhiều người sinh ra trong hành trận và nơi còn không có đẹp vợ cuộc sống của tôi thì kẻ mà tôi lại tuân thủ là hẹn ăn ở trường đình gây hại đến lúc bị cố cho chỉ vài khóc lóc ăn vạ không ai để ý mà trạng thái luôn đầy lại cô điên rằng họ tôi là đồ ăn bám nhưng mà tôi không phủ nhận điều đó ở cái này tôi vẫn toán. Em xin chào tất cả mọi người và em là Sương Cá. Hôm nay em mang đến trình diễn của mình thì em sẽ kể câu chuyện là con cú và con cà cuống ạ. Và em xin phép được bốc cháy và cho em xin con kích bốn ạ. Sương Cá, Sương Cá. Ê, 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 ê. Cuốn chuột lại uống rồi uống thì lại cuốn bắt anh uống nhưng cả cuốn cứ như vậy đến đêm khuya lú như con cú ăn thì cú con đang lú như một chú đang say xỉn nhưng lại phải rót thêm bia tại sao cú con lại như vậy chơi với cả cú vào bay nhảy cả đêm ngày để rồi mai này kiếm đôi giày trò chân trời chứ không phải đi tắm tinh và rồi sò với đêm khuya ra cuốn chuột lại uống rồi uống thì lại cuốn bắt anh uống nhưng cả cuốn cứ như vậy đến đêm khuya lú như con cú ăn thì cú con đang lú như một chú đang say xỉn nhưng lại phải rót thêm bia tại sao cú con lại như vậy chơi với cả cú vào bay nhảy cả đêm ngày để rồi mai này kiếm đôi giày trò chân trời chứ không phải đi tắm tinh và rồi sò với đêm khuya nha cú kêu việc gì phải mắc cỡ trong cú lúc ăn sắc tố làm cú lú giống tên điên trong tổ ngập khói vẫn chụp tôi cũng thấy rất mờ đấy ui nhưng mà là mờ em ơi vì còn muốn em mày có muốn lại ngưỡng chưa dày đó vẫn chi su ơi thấy anh chim cú có sức hút em cú cái liền tiếp khúc lại gần đến xin tư cú con gặp gối chậm chậm quay quay cứ cúi gặp cúi cú chưa gần nấm cú cứ cả cứng cú chưa cứ chạy có cả cuồng cú chỉ có cười em cũng nghe nghiện thôi hai từ cái sướt cho em xin con bít bà. Ê, ê. Khi ở bay được vào tay, âm thanh hay chưa vào mai. Được chọn một hay là hai, anh được chọn luôn cả hai. Chuẩn bị hành lý vào Sài Gòn vào bay vì anh làm cho không khí nó căn phòng này quay. Và anh là ai? Boy Hùng Vương ở trong chữ FC Wannabe đây trong thanh này Kelly làm cho phải hay ngay từ cái Ellie một câu phải bay trở nên tận thú vị để bấm nhạc là cần câu anh kiếm cơm tôi luyện tài năng mà tìm về và thiếu tâm trên tay càng ngày càng càng chiến hơn một cái điều phải biết xuống như ba biết tiến sơn như anh Anh Trai Say Hi sắp phát sóng vứt ba lô và gọi ra vào sáng chiều một năm có phải gọi là quá liều mồi ngon thì đương nhiên là cá nhiều lòng mày hạn hẹp nhưng mà chưa cả tá điều trên đường vân bước nhưng mà đầu thì phủ đạn nội thì ăn cắp lấy nghi lực chính chủ soạn có người thành tâm và cũng có người thủ đoạn và nó cũng là lý do mà nó chưa đủ bạn ok yeah một năm ra hai bài nhạc tôi lại ghi ra là mình có đang cống hiến nếu mà sợ bị phán xét thì đừng cố băng qua nếu phải ném đi gánh nặng thì ok tôi sẽ ném một cú ăn ba một năm nhiều tài nhưng mà khi gặp hạn thì lại bảo là tại số 53 Put the chỉ cần mình đang tiêu chuẩn kép mang cho túi lên băng ra này pow 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 bắt đầu từ con số không và chúng nó bảo tôi là đừng rap ông mà lên diss chơi chơi mấy hôm sau thì mẹ em nó ngừng tặng đã bước chân đã rap game nhưng mà trong một thứ tôi chưa từng ngang sau cái vòng loại này thì Sirius sẽ để lại một rừng răng nhỉ viết và viết thêm thì còn biết điện là bằng hai bàn đen trắng mà không biết về kiếm tiền tạo dựng này ngay nên cũng đang để kiếm tiền mới đi khắp mọi nơi nhà một điểm đen nó cho mọi người biết tên các sinh viên ngoài cháy cùng tôi hét lên mọi người ạ diễn viên số 1 ạ. Đây là lần đầu tiên trong đời vẫn 35 cây để đi sang đây và đứng rồi cho đông người viết bài melody trên con mi không lời mong rằng là khi ra về thì trên khuôn mặt vẫn hiện đôi môi cười và tôi xin được gửi một lời chào thân ái tôi cũng chẳng biết là từ bao giờ được rap mời vào ân ái và cũng là từ lúc đó không còn muốn làm việc khác mà hàng đêm chỉ bạn chơi rap tạo ra muôn vàn tuyệt tác thì đừng khiến cho cảm xúc này ngừng trôi cuộc đời này tôi chỉ muốn nói có cái mang trời cùng tôi đi qua hết mọi nơi bay lên khắp cả vùng trời đưa hai tay lên thật cao cho tên khách của mọi người ok đừng khiến cho cảm xúc này ngừng trôi đời này tôi chỉ muốn nó có cái mang trời cùng tôi đi qua hết mọi nơi mày đi khắp cả vòng trời đưa hai tay lên thật cao và cuộc đời không giống như những gì tôi muốn có lúc nó đưa tôi lên và nó cũng ghi tôi xuống có nhiều lúc thăng hoa và tôi cũng bị lôi cuốn giống như là leo cây cầu này không vững thì trôi xuống cả đời theo hip hop chứ không ở đây vài năm tôi trẻ tiến lên thành phố để sau này cố về xây vài căn
hơn ạ. Hãy vô WhatsApp cho tụi anh em. Từ mới gặp cho tới thân quen, cùng nhau tỏa sáng trong một ánh đèn. Chân ướt chân đó chứ không phải chân đèn. Muốn bước đi nhanh tôi tìm hẹn tắt. Hắn chắc cho xương tôi cần kém sắc. Nhưng luôn phải sống theo chất. Ta có mà không bị lãng bất thân tự bản nhất. Only on my mind ta đem ước mơ khát khao chờ tình mai sau. Nếu có đi bước sai có sao ta sẽ lên đấu trên lên level. Ý chí tăng dịp bồ chiếc ly như lê tình luôn handle. Biết hết bao giờ đồ tôi hít cái lên giờ đồ. Johnny the bông hoa giữa đất trời không thấy ngôi sẽ xuôi như bao người em không mong mơ ước chi xa vời ngó lên ngôi sao từ trên cao ai biết lại đâu qua đi ở con tim đang được chạy lên bao qua bất chấp vì đam mê cống hiến dù ra sao đứng trước sau khi đấu biến tấu thành lô khác cho tao biết rằng con gái dù trên rap một cũng khác gì con trai em luôn đặt yêu cầu vô lô và siêu ngầu khiến anh phải đầu đầu cho anh thấy người con gái nghệ tích ông mình rap sẽ không biết thì ơi mày đến với rap không được nổi tiếng mà tìm. Em xin cảm ơn. Em xin chào tất cả mọi người và em tên là Captain. Rap name của em là 2619 ạ. Cho em xin đi số 3. Ê, và cái lý do mình chọn beat số 3 này ấy, bởi vì miền Bắc chúng ta gọi ba tức là bố. Yeah. Và đây sẽ là bài rap về bố con. Let's get it. Ok. Where? Where? Yeah. Let's get it. 1, 2, go. 1, 2, 3. Con và bố hay đi linh tinh. Bố hay đi một mình. Ê, con không thích ở nhà. Thích ra nhạc tới nay. Ê, có khó chi nên con. Dù là mình không có tiền. Bố cùng đi với bố nào. Mình đi mua ba rap kiện. Let's get it. Trông thấy gấp. Bố chạy xe ôm mà không lấy đất. Một lần sau để con tự hào khi nói về ba là ông đến chắc. Chưa đây mà quê. Lo việc kiếm gần mai và con vợ trong phòng thu. Đây mà kem linh tinh lo con. Ok mấy đi là tiếng đông xu. Cho em xin phép được cho con biết số 2 ạ. Để xem món ăn gia vị của miền Bắc nó như nào nhá. Nhiều người sinh ra trong hẻm trật và nơi còn không có đèn bật. Cuộc sống của tôi thì kèm mà tôi lại tuân thủ và hẹn ăn và trở nên gây hại. Đến lúc mình có cho chỉ vai khóc lóc ăn vạ không ai để ý mà trạng thái luôn đầy lại. Cô điên rằng họ nói tôi là đồ ăn bám nhưng mà tôi không phủ nhận điều đó ở ngay tại hồ văn quán. Nhưng lúc hiện tại dù đều tôi học cách xuống dọc và những mắt không có nghĩa là dạy một tôi không bay được liền cuống họng là tan đất ông. Sống viết đó không phải là vì gái, vì tiền mà để đầu óc thành thơi. Vẫn luôn dùng bản thân sự tỉnh táo, không để tâm trí bị ảnh hưởng bởi những thứ để chơi. Đối với sơ hề thời như giải thích, mỗi khi giải thích so với bài hát hơi. Bởi dẫu lý dự sống có thể bước trên mặt nước, tụi nó vẫn nói là bởi vì sơ không biết cặp bơi. Từng vào bản thân nhưng vẫn tin vào thần thích, không có quyền nữa so với tiền thêm đồng minh. Các sinh đất viện đã kiếm trao đổi bản lĩnh như sơ nóng lâu càng đen như một mắt bước một chín. Bây như là xa như sơ thoáng qua mặt trăng, tâm trí đường nặng như sơ ngang như tạp giác. Biết là thật tình như cũng tâm và sức quắn, nó dễ là không chút cho sự yêu linh thật sát. Thôi đó. Lắm một ngày đưa tan tiếng cuộc sống bình bình thôi đó. Không hiểu hết mọi thứ nhưng nhất thiết là phải hiểu được mình thôi đó. Mẹ sẽ nhắn hỏi Sơn thiệt các vị không. Sơn chưa chắc như một biết số 4 ở Sơn thế sao. Sơn thấy tình hình rất tình hình. Mẹ em gặp Sơn để mà giác là muốn Sơn nói một rap rap nè. Nhưng Sơn không tin nên sao nhẹ. Thời gian đối với Sơn là thằng rap nè. Sơn không từ bỏ Sơn luôn tin. Sơn không tại lý Sơn luôn yên. Sơn không cả để Sơn luôn miên. Sơn cho ai cả Sơn hôn điên. Không nên Sơn xuyên đi suy diễn. Sơn phải di chuyển đến ghi điểm. Sơn luôn từ bắt thi chuyện. Thực ra là em đến đây em all in vào bài này. Nhưng mà actually, em có thể thử. Chị em xin biết số 3 nha. Sơn có nghề đẹp như từ Valino. Thoại kẻ sơn nhỏ như là Masego. Có như sai cấp như là Galento. Như sơn bowling là đức như là Lamelo. Sơn không cắn nắm như là Mario. Sơn luôn mình bị sơn tập cardio. Hay là sơn sơn như là Sarago. Vì sơn update tụi nó như là Tabaco. Sơn nhà tụi nó như là Haribo. Sơn còn impact như là Mihoyo. Sơn thấy tụi nó tên tên sơn và chưa nhỏ chân. Sơn cũng bằng mừng như Zaniolo. Sơn không từ bỏ bởi vì sơn luôn tin. Sơn không tay tí bởi vì sơn luôn yên. Sơn không can đế bởi vì sơn luôn miên. Cũng vì sơn cho ai giỏi đó là sơn luôn miên. Sơn tự nhận một với 100 nặng Nhà sơn người ta kiếm hàng năm nặng Sơn không quan tâm từ nó flex. Sơn không cảm thấy kích bởi vì sơn có tài năng nặng Hey yo, what's up Rap Vic? The rest on the boot right now. Hey, what's up? Check it.
Ok, D.O.V. to the S.C.V. Anh đã lên trên hình và đã trên tình hình. Đừng gỡ lên game đi. Thì mà làm được thứ cho mình làm anh liền đơn. Dù em biết chỉ như hẹn ghét ly đi. Mang hết suy nghĩ trong đầu. Bao lâu nay đã trực cháy cho thải được thấy mặt Duy đang ở trên TV. Bao nhiêu cố gắng mà ngày đêm anh luyện tập. Nhà ai biết những luyện tập kiếm về từng sắp đầu. Tôi sẽ đam mê say đắm cho từng phút, từng chút hoàn thiện từng con flow. Got the lyric, need to show. Nếu đi đường dài, I gotta go. Straight to the top, I gotta go. Yo, yo, I gotta keep it real. Chất liệu từ đường phố, no fake. Can sit down. When I'm trong club, rap tôi có hẹp nhỏ. Hip hop đang cháy, rap this sound. Xuất phát từ đáy bùng lên như ngọn lửa. Và anh sẽ không để cho nó phim bị mất nhiệt. Đường nhạc miền đông, tôi anh phúc thì bay lên như những con rồng đến từ đất Việt. Họ nghĩ rằng anh giờ đã không cần rap. Đơn giản rồng vàng thì đã ngủ đâu. Xuyên qua lại cả chính tầng mây. Và đây là tiếng nói của đồng bằng sông Cửu Long. Tôi châm cho nó cho đến đủ nóng. Phá tan không khí trong những đồ phòng. Tôi có lớp trẻ đây là đủ lâu. Năng lực của phát này em thấy có đủ không? Let's go. Biên Hòa lên tới Sài Gòn, anh em đang rock the show. Và trên anh rock the flow, và để anh ai cách kéo. Yeah, yeah, cảm ơn ạ. Anh trai Say Hi, sắp phát sóng